Thời tiết ở miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa thay đổi thất thường, vì thế mà số trẻ mắc các bệnh hô hấp tiếp tục tăng, đặc biệt là cúm B. Đây là một trong những chủng cúm mùa phổ biến, đa số sẽ bình phục sau 1 đến 2 tuần. Nhưng năm nay lại xuất hiện nhiều hơn trường hợp cúm biến chứng nặng, thậm chí đã ghi nhận 2 ca tử vong. Ngay cả trẻ mắc cúm B cũng có biểu hiện nặng hơn mọi năm và lây lan rộng. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong vài tuần qua, đa số trẻ mắc cúm có kết quả xét nghiệm cúm B, trong khi trước đó chủ yếu là mắc cúm A. Cả hai chủng cúm thường có triệu chứng sốt, mệt, đau rát họng, ho khan, đau đầu, đau mỏi người và có thể bị buồn nôn, tiêu chảy. Điều đáng nói, đợt này, số trẻ mắc cúm B có dấu hiệu nặng hơn hẳn mọi năm và đa phần có cả bội nhiễm. Những mỗi năm cúm B thì nó chỉ xuất hiện lẻ tẻ, nhưng năm nay lây lan mạnh, có gia đình thì có thể cả gia đình bị nhiễm cúm B hoặc là lớp học hoặc môi trường đông người. Đa số trẻ mắc cúm chỉ cần chăm sóc tại nhà và tự khỏi sau 1 đến 2 tuần. Tuy nhiên, ho, mệt mỏi có thể kéo dài hơn. Cũng có ca diễn biến nặng do có bệnh mãn tính hoặc rối loạn, suy giảm hệ miễn dịch, rối loạn chuyển hóa hoặc béo phì như trường hợp này. Chuyển nặng rất nhanh sau 2 ngày sốt. Ngày thứ ba cháu đi học về cháu kêu là con bị mệt, đến chiều cháu nói mê sảng rồi, gia đình gọi xe cho cháu đi cấp cứu. Trong số ca cúm biến chứng nặng, viêm cơ tim, suy đa phủ tạng đã có vài trường hợp không hề có bệnh lý nền. Riêng tháng qua đã có 7 trường hợp nguy kịch, trong đó 4 cháu phải lọc máu, 3 cháu chạy ECMO. Vì vậy, khi chăm sóc trẻ tại nhà, các gia đình cần nhận biết dấu hiệu bất thường, cần đưa trẻ đi khám ngay. Các cái dấu hiệu phải đưa trẻ đến bệnh viện khám, đó là sốt cao liên tục trên 39 độ 5 mà sử dụng các cái thuốc hạ sốt rất là khó hạ. Thứ hai, có các cái yếu tố nguy cơ cao. Thứ ba, trẻ đã sốt kéo dài trên 4 cho tới 5 ngày mà không có cắt sốt, vẫn trên 38 độ 5. Cái thứ tư nữa, nếu là một số các cái dấu hiệu thay đổi về mặt ý thức, nó cũng chỉ làm nó quấy khóc hoặc có các cái rối loạn về mặt nhịp thở, ví dụ như khó thở, tiếng thở bất thường, khò khè, rút nõm lồng ngực, rồi cánh mũi phập phồng, da tái, môi xe mắt trũng. Cùng việc nhận biết dấu hiệu nặng, bác sĩ nhấn mạnh cha mẹ không cần gọi xét nghiệm cúm B cũng như các xét nghiệm khác cho con tại nhà vì tốn kém mà không có tác dụng gì. Đặc biệt, thuốc kháng sinh, kháng virus phải dùng theo chỉ định của bác sĩ chứ không được tự ý sử dụng.